Honda CR-V nên lắp màn hình nào? Và đây là câu hỏi của khách hàng hỏi phân ô tô nhá. Và với một cái con dòng xe gọi là dòng xe quốc dân như thế này, chúng ta sẽ lắp một cái dòng màn hình Android liền cam 360, coi là đầy đủ tất cả tính năng cho cái an toàn cho xe này luôn. Và quy trình lắp đặt như nào thì hôm nay phân ô tô sẽ làm rất rõ ràng các bác nhá. Và với cái dòng gọi là màn hình liền cam 360 thì Phân Ô Tu lựa chọn cho các khách hàng là GT 360 Plus. Đây là một cái bản cao cấp mà bậc nhất của dòng Gotech. Và với cái RAM của nó là 6GB, ROM của nó 128, chip 8 nhân và chip của nó là Mali G52, Android 10, màn hình của nó là QLED HD và phân giải của nó là 1280x720. Và cái hệ thống cam của nó, mắt cam của nó là A225. Đây là một dòng mắt cam rất là nét, hai độ bền rất là cao. Và thời gian bảo hành là 2 năm đổi mới. Về đổi mới rất là ok đúng không ạ? Với quy trình lắp đặt của phân ô tô thì các bác chắc cũng theo dõi nhiều video rồi. Với video này thì em sẽ làm chi tiết về cái dòng xe Honda CR-V. Đó, đây các bạn sẽ đã gọi là lắp đặt cái tai gương. Cái tai gương là hai cái phần mà chúng ta cần phải khoan lỗ nhá. Khoan lỗ rất là nhỏ thôi và cái cam cũng khá là dẹt. Vì vậy là cái việc thẩm mỹ của nó khá là cao. Về cái nguồn điện chúng ta cắm jack, cắm jack vào là xong rồi. Đó, vậy là hoàn thiện xong hai cái tai gương rồi. Với cái mắt cam như này thì nó không quá lộ đúng không ạ? Rất là ok đúng không ạ? Với dòng xe Honda CR-V thì có nhiều bản, thì bản này là bản chưa có cam. Vì vậy chúng ta đã làm cam cho nó khá là đẹp đúng không ạ? Về phần logo phía trước thì chúng ta cũng lắp theo đúng logo của xe. Đấy, rất là đẹp, rất là chắc chắn như này. Độ bền của nó rất là cao, vì vậy cái việc chúng ta lắp đặt đẹp như này thì khá là ok đúng không ạ? Với phần sau của cam thì chúng ta lắp đúng vào cái cam zin nguyên bản của xe. Đấy, chúng ta cũng rút ra thì lắp đúng vào cái phần nguyên bản của xe. Vì vậy là cái việc thẩm mỹ của nó thì cực kỳ chắc chắn và đẹp. Đó, đây chính là cái phần cam khi chúng ta tháo ra này và chúng ta cắm cái cam mới vào. Đó, rất là vào khuôn của nó luôn đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ ốp vào thôi. Về cái phần mà cam cũng như là cái phần về cái màn hình của nó cũng khá là một trong những cái tương đồng nhau rất là tốt đúng không ạ? Đó, đây là cam sau của nó, rất là chắc chắn. Còn với phần màn hình chúng ta sẽ tháo ra thôi. Tháo ra thì đối với cái dòng Honda CR-V thì nó không có quá nhiều cái lưu ý. Nhưng cái phần lưu ý lớn nhất của chúng ta chính là chỉ một cái ốp nhỏ nhỏ thôi ở phần dưới của cái ốp điều hòa. Vậy là cái quy trình chúng ta lắp đặt đấy, chúng ta phải tìm được cái phần nào tháo trước và này tháo sau. Sau đó chúng ta rút ra. Thì đối với cái dòng Honda CR-V ấy, thì cái dây của nó từ nó rất là ngắn, dây nguyên bản rất là ngắn. Vì vậy cái phần dây mà chúng ta lắp thêm ấy, cực kỳ dài như này. Vậy cái việc thao tác khá là dễ dàng đúng không ạ? Đó, cắm hoàn toàn luôn. Tất cả mọi thứ chúng ta được cảm giác như này. Đấy. Và cái dòng màn hình này có cục căn bớt các nhá. Các bạn để ý cái cục căn bớt, nếu mà các bạn mà gọi là làm cái ngành ô tô ấy, thì các bạn sẽ hiểu cái căn bớt để làm gì đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ lắp vào thôi. Và cái dòng cam này màn hình này ấy, nó hiển thị tất cả mọi thứ tính năng của cái dòng xe lên trên màn hình nhá. Từ cái ghế điều hòa các thứ. Còn đây là căn chỉnh cam này. Căn chỉnh cam chúng ta sẽ tìm các điểm của cam. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại thôi là hoàn thiện xong cái phần căn chỉnh rồi. Và với cái dòng 3D, cái là đối với dòng cam 360 này chúng ta có 3D và 2D. Cho lựa chọn cách nào sử dụng các bác nhá. Đây là 2D này. Với 2D này chúng ta nhìn được cái phần phía gọi là cam bên phải, cam bên trái như này hoặc cam lùi như này và đánh lái như này. Đánh lái này là cái trường hợp mà các bác nhiều khi quên không biết là đánh lái kiểu gì ấy, bên nào ấy. Đấy, còn đây là cam hai bên. Ok, cam hai bên chúng ta ấn chúng ta bắt giữa là chúng ta hiển thị lên hoặc chúng ta ấn ở trên màn hình chúng ta luôn. Đó. Đây là khi chúng ta di chuyển các bác nhá. Với việc di chuyển của dòng cam 360 thì nó khá là an toàn, bởi lẽ là khi chúng ta cua vào cái đường góc cua như này, thì cái việc mà chúng ta nhìn được cái rõ cái phần góc cua ấy, chúng ta không bị vướng phải những cái vật cản, hoặc là nhiều khi mà chúng ta đi vào đường chợ ấy, hoặc trẻ em ấy, hoặc là cái khu trường học ấy, chúng ta cũng khá là ok đúng không ạ? Đấy, đây là khi chúng ta xi nhan trái, xi nhan phải chúng ta đều có thể xem được. Và phía trước đây có cả cái vạch đánh lái. Đó, chúng ta có thể ấn nút tam giác giữa để vào đường hẹp này. Với hai cái hàng ô tô mà khi chúng ta nhìn bên trên ấy, nó rất là dày đặc như kia, và khi chúng ta xem ở phía cam thì nó khá là an toàn. Đó, chúng ta có thể né được tất cả mọi thứ. Các bác để ý hai bên của cái phần này là hai bên ấy, chúng ta nhìn rất là rõ ràng đúng không ạ? Đó, đây chữ ấn này, cả các bạn trẻ mà đi qua ấy, chúng ta đều nhìn thấy cả chân của cái phần xe và cũng như chân các bạn luôn để di chuyển luôn. Cực kỳ an toàn đúng không ạ? Đó, sau đó chúng ta lại về phía trước để chúng ta di chuyển. Và cái hay của này nữa, chúng ta có thể cho cái phần cam phía dưới nhá, chúng ta phần nhỏ hơn đấy. Cái là chúng ta có thể căn chỉnh nó cho nó nhỏ hơn để chúng ta vừa sử dụng cái màn hình của chúng ta, vừa là sử dụng cái dòng cam 360. Đó, khá là an toàn. Còn đây là phần giải trí này. Với giải trí thì phần màn hình Gotech thì có rất nhiều cái video liên quan giải trí của cái màn hình Gotech rồi. Và những cái quan trọng của nó chính là bản đồ. Bản đồ cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Bản đồ thì có bản đồ Google Maps này, bản đồ S1 Việt Map này,
hay là bản đồ của Kmap này, hay bản đồ Vietmap Line này, những cái dòng bản đồ khá là phổ biến đúng không ạ? Về phần giải trí của nó thì chúng ta sử dụng cái ví dụ YouTube hoặc là Spotify hoặc là những cái dòng giải trí cơ bản chúng ta sử dụng đúng không ạ? Và trên xe chúng ta hầu như chúng ta sử dụng những cái này là nhiều đúng không ạ? Giải trí hoặc là dẫn đường là nhiều đó. Còn tính năng chúng ta gọi thì cũng khá nhiều tính năng, cũng như là cái phần mềm gọi tính năng khá là hay. Các bác có thể theo dõi cái video phần đầu tư tiếp theo để biết thêm nhiều cái thông tin nữa các bác nhá, hoặc là comment phía dưới để làm những cái video tiếp theo. Ôi, các bác rất nhiều.